cho mẹ miếng với. Nam cho mẹ miếng và đổ bây giờ. Ẩm cái gì, đang uống sữa cũng ẩm nữa. Cho mẹ miếng ơi, mẹ muốn được uống quá à. Con không cho mẹ hả? Trời ơi, ba để xuống cho ngồi. Thì ba ngồi ở đây cũng được mà. Ba ngồi đâu? Ngồi táo à, ngồi lên trái táo à. Rồi. Trần đổ bình sữa kìa. Cho mẹ xin miếng ơi. Mẹ uống miếng đi. Thôi bà uống, cho mẹ uống miếng đi con. Đem lên cho mẹ. Đứng dậy, đưa mẹ. Rồi rốt cuộc là có cho mẹ xin một miếng không? Cái này chút bỏ ghé. Đổ gà, đổ gà, bình sữa nghiêng đổ gà. Nghiêng bình sữa đổ giờ. Rồi đổ giờ uống đi. Uống đi, uống hết đi. Mở ra rồi kêu anh lại đậy nắp kìa. Thôi nha, không chơi vậy nha. Sao con không cho mẹ uống miếng nào chứ ạ? Cho mẹ uống miếng đi nè. Xé rách là một hồi bị đòn. Nguyên một bình bự như vậy mà không cho mẹ miếng nào luôn hả? Có cho mẹ miếng không? Mẹ vô mới được cho hả? Nhưng mà mẹ ngồi ngoài được không? Sao con uống gì đổ lắm cho vậy, uống khéo khéo vô. Ngon không Nam? Đổ bình sữa, đổ bình sữa. Đâu phải cái gì cũng đưa lên miệng cạp được đâu con. Cái đó thúi quắc đó. Thúi không? Ừ, thúi quắc mà đưa lên. Cho mẹ uống miếng nha. Cho mẹ uống miếng đi. Coi chừng con làm đổ bình sữa bây giờ. Không được miếng nào, từ nãy giờ xin hoài luôn, không được miếng nào luôn á. Đổ kìa Nam. Con phải ngồi xuống con Trời ơi. Trời ơi, đổ.